Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay đã quay lại kênh của mình thì đây mình sẽ là một video quay lại khung cảnh làng gốm Bắc Tràng để chia sẻ cho cả nhà mình cùng xem cái này nhé. Có lẽ đối với mọi người công dân Việt, cái tên làng gốm Bắc Tràng đã trở nên quá quen thuộc. Cái tên này được nhắc đến như một niềm tự hào, như một làng nghề truyền thống quen ngó lâu đời của người Việt. Cho đến nay, làng gốm Bắc Tràng đã có nhiều người biết đến và các sản phẩm đồ gốm tinh xảo bắt mắt, không chỉ ở nơi đây mà còn xem như là một địa điểm du lịch hấp dẫn không thể bỏ qua khi đến Hà Nội. Làng gốm Bắc Tràng thuộc huyện Gia Lâm, ngoại thành Hà Nội. Làng nghề này có truyền thống, được hình thành vào thế kỷ thứ 14-15, vào thời nhà Lý. Sự ra đời của làng nghề làng gốm Bắc Tràng Hà Nội là do năm dòng họ gốm nổi tiếng ở đây, Trần, Vương, Nguyễn, Lê, Phạm đã đưa ra các nghệ thuật, nghệ nhân làm gốm về kinh thành Thăng Long để phát triển với sản xuất đồ gốm. Từ đó lập nên làng gốm Bắc Tràng. Trải qua nhiều thế kỷ, đến nay làng gốm Bắc Tràng đã trở thành một thương hiệu của Việt Nam, và đặc biệt có các sản phẩm đồ gốm nơi đây được lưu giữ cách truyền thống do ông cha ta truyền lại, mang nét đặc trưng của dân tộc. Khoảng cách từ làng gốm Bắc Tràng đến trung tâm Hà Nội khoảng hơn 10 km, nên mọi người có thể di chuyển đến đây bằng phương tiện cá nhân như xe máy, xe buýt hoặc taxi, vân vân. Là một địa điểm vui chơi có thể lựa chọn để tham quan vào những ngày cuối tuần, thuận tiện nhất để du khách có thể đi đến và di chuyển đi lại. Nếu các bạn di chuyển từ sân bay Nội Bài thì có thể thuê xe đến làng gốm Bắc Tràng hoặc đi xe buýt đến Long Biên rồi bắt xe 47A về làng gốm Bắc Tràng để tham quan. Ngoài ra thì mình có thể lựa chọn những phương tiện đi bằng đường sông. Tuy nhiên hình thức này thì khá bất tiện vì di chuyển trên sông Hồng qua lại làng gốm Bắc Tràng thì chủ yếu lịch trình vào cuối tuần. Bên cạnh chiêm ngưỡng các sản phẩm đồ gốm làm bằng phương thức thủ công, du khách còn tham quan được nhiều cảnh đẹp của làng gốm Bắc Tràng. Ở đây có chợ gốm Bắc Tràng là những địa điểm tham quan đầu tiên trong chuyến hành trình của mỗi người, và mỗi gian hàng được trưng bày đầy đủ các mặt hàng đồ gốm, sản phẩm thủ công mỹ nghệ và những món quà lưu niệm. Không gian rất đẹp, bày trí rất ấn tượng và ngộ nghĩnh. Sau đó mình có đi đến làng cổ Bắc Tràng thì du khách sẽ chiêm ngưỡng được nét đẹp cổ kính còn lưu lại từ những ngôi nhà cũ, tường gạch, làng cổ, mái đền cong. Tất cả là một không gian cổ kính như quay lại thời thơ ấu. Thỏa sức khám phá những nét đẹp ở nơi đây. Tại đây thì mình có thể tham quan làng gốm Bắc Tràng hoặc ghé các hộ gia đình làm gốm, những xưởng gốm ở nơi đây được tận mắt chứng kiến họ làm những sản phẩm về gốm và những vẻ đẹp của làng cổ Bắc Tràng. Sau đây thì mình mời cả nhà cùng dõi theo video của mình hôm nay cái này đó. Thank you.
cô chú anh chị và các bạn luôn đồng hành và ủng hộ video trên kênh của mình. Và bây giờ thì mình xin phép tạm dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong các video mới tiếp theo trên kênh của mình cả nhà nhé. Bye bye cả nhà.